Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2021, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ nói chung là ít biến đổi. Trời tiếp tục rét sâu vào đêm và sáng, sau đó có nắng vào ban ngày, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai vào khoảng từ 18 đến 21 độ. Trong những ngày tiếp theo, các tỉnh miền Bắc sẽ chủ yếu là chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, lệch đông, nên về đêm và sáng, trời nhiều mây, có sương mù. Mưa nhỏ có thể xảy ra cục bộ tại một vài nơi thuộc vùng núi Việt Bắc. Nhiệt độ thấp nhất sẽ có xu hướng tăng nhẹ lên so với ngưỡng những ngày trước đó và phổ biến ở mức từ 12 đến 15 độ. Vào ban ngày, nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Riêng các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên, trời có nắng nhiều hơn, nhiệt độ đạt mức từ 23 cho tới 25 độ. Lui xuống Trung Bộ, trong những ngày tới, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận vẫn tiếp tục có mưa. Riêng khu vực từ Đà Nẵng cho tới Khánh Hòa, do kết hợp thêm nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng với gió giật mạnh. Về tình hình nhiệt độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời vẫn tiếp tục rét với biên độ nhiệt dao động trong ngày chỉ từ 14 đến 20 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Định, nhiệt độ cao nhất ngày có thể tăng lên ngưỡng từ 23 đến 26 độ. Riêng các tỉnh Nam Trung Bộ nhiệt độ cao hơn lên ngưỡng từ 28 đến 29 độ. Lui xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng rãnh xích đạo ở phía Nam nên tại các tỉnh Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rải rác trong 2 ngày tới. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 24 đến 27 độ tại các tỉnh Tây Nguyên và khoảng từ 29 đến 32 độ tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!